Rồi ngày mới vợ chồng mới chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Mình mới vừa chở vợ con mình về tới vườn nè. Sáng giờ mình bận ở nhà, mình có khách sửa xe á, cho nên mình hôm nay mình về hơi trễ. Về tới giờ cơm trưa, cháo trưa cho con mình nè. Vợ mình đang cho con mình ăn cháo nè. Đó. Rồi thì hôm nay vợ chồng mình tiếp tục thì cũng không làm gì, thì cũng nấu cơm, rồi vòng vòng vườn tược vậy thôi. Rồi chúc cả nhà xem video vui vẻ nha. Hết chưa? Giỏi quá con gái ơi. Ăn ngoan lắm á cả nhà ơi. Chưa có răng nha, nhưng mà đút cháo cũng nhai dẹp 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 vậy đó. Đây mình đang nấu cơm đây. Hôm nay mình ăn đơn giản thôi. Sáng giờ mình có mua được con cá diêu hồng. Thì hôm nay mình sẽ nấu ngót với ốc bu xào xả ớt. Hết chưa? Hết rồi, nhét kéo luôn rồi, nhét kéo chọt chọt luôn rồi đó. Đẹp quá. Ăn đi cho mau lớn con. Nè, còn đây là ốc bu bây giờ mua 70.000 ký nè. Mình lựa mấy con bự ra, có mấy con nhỏ thì mình thả xuống cái dèo lưới mình nuôi nữa rồi. Đó, còn đây là một con cá diêu hồng ha. Cái diêu hồng bự à, con này cá ký hơn quá. Nè. Hồi nãy mình có thả mấy con ốc xuống cái dèo mình nuôi nữa nè. Ôi dạ. Cây cầu của mình nó bị mục rồi. Nó cũng sắp gãy hết trơn rồi cả nhà ơi. Nè. Đó mình để đây nè. Cho nó bò ra. Đó. Cái dèo này trước mình nuôi ếch mà hết ếch rồi. Đó, bây giờ mình sẽ luộc ốc để lên trên cái bếp nè, chế chút xíu nước nè, cho thêm tí xíu muối nè. Nó buồn ngủ, nó là chí ché vậy cả nhà. Con mình á ăn no rồi nằm đó chơi mà nó la ha, ấm sầm. Bây giờ tới mình xóc ốc nha cả nhà. Xóc ốc. Để cho ốc nó chóc ra. Chóc đít ra. Ồ, nó quậy giống như con cá mắc lưới này. Rồi, ốc chín rồi, bây giờ mình lễ ra. Cô da nóng quá, má ơi. Rất là nóng nha cả nhà. Đợi chút xíu cho nó nguội đi, nóng quá. Ốc nóng quá, giờ mình để cho nó nguội xíu đi. Giờ mình bào xả. Bào xả mình bầm. Này chắc vào không nữa, bỏ không nữa, nhăn quá. Nào bảo không được thì hồi mình sắt. Con ơi. Nhìn giá mắc cười quá. Đây, mình đi ra hai mấy trái ớt để vô mình bầm chung với cái xả đó. Xả ớt cho nó thơm, cay. Một trái nè. Có thiểm nè. Rồi cái này nó hư rồi. Bây giờ
mình sẽ nấu canh. Ốc thì mình lễ xong rồi, thấy nhiều ốc đó chứ lễ ra có chút xíu, không có nhiều. Nấu canh ngót bỏ bột ngọt. Ốc của mình lẻ được con tô nhỏ nha. Tráng miếng cho nó thơm, cho thơm nước. Đây, ốc của mình lễ ra được có nhiêu này cả nhà. Không? Thấy nó nhiều chứ lễ không có nhiêu chứ. Con này xả băm với lại tỏi mình đã để sẵn đây nè. Đây, cá thì mình rửa đã sạch sẽ hết trơn rồi. Đó. Chanh thì bên đây. Đây, cái này thì mình vớt miếng bọt vô ha. Thả cá vô luôn, nước sâu dữ lắm rồi. Bây giờ mình sắc hành, sắc cần được ra. Gà thì sắc rồi. Rồi, bây giờ mình để cà đã sắc xong rồi nè, để vô hết luôn. Một cái đó là cái ngó sen. Nãy giờ nấu chứ chưa niêm gì luôn á. Nó sen xong một chút mình để cần vô, để cần cho thơm. Rồi bây giờ mình để mấy con cần vô nữa là hoàn thành cái nồi canh, canh nấu ngót của mình. Đây. Đó, con mình dỗ nãy giờ thì nó cũng đã ngủ rồi. Vừa lúc mình vừa nấu canh chín luôn. Để ăn cơm được rồi. Dở quá. Đây, cơm của mình xong rồi nè cả nhà ơi. Canh cá mình để riêng ha cho dễ ăn. Bên đây nè, hóc bu xào cá ớt nha với nghệ ha. Nó bán thịt cũng như ở dưới cống. Hết rồi mà đem nước đá luôn. Đúng rồi, trăm năm nước đá già rồi thêm ở bên dưới hấu à. Ở ngoài cũng vậy. Bán quán có người ngồi đông đông nó mới vui. Cần thêm nước nó cay cay đã đâu. Hôm kia dừng đặt gọi về bàn cho bao. Gọi con, bữa con không có dễ. Thằng nghiêng bên bên tưởng ngủ rồi mở mắt. Thôi dậy rồi kìa. Thôi vô em coi con đi. Rồi thôi vợ chồng mình xin chào rồi và tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà. Con mình thức luôn rồi. Vừa xong bữa cơm nó vừa thức luôn. Nhưng mà vô ngồi đưa Google từ từ nó lại ngủ tiếp. Anh được dạo nhà để em đưa nó lại ngủ không? Chọc được không? Để đi cái cam.
Còn đây nè, mình mới đi ra vườn á, mình lượm được mấy cái trứng trứng vịt nè, 2, 4, 5 cái trứng vịt với lại 2 cái trứng gà nè, trứng gà so nha, trứng gà để dành đem về mình nấu cháo cho con gái nhỏ rồi nè, lâu lâu đổi món.